Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 1 tháng 11 năm 2021 về việc nghệ sĩ Hồng Vân nói gì trước tin đồn bị ngầm cấm sóng. Chiều ngày 1 tháng 11, MC Quyền Linh đã giới thiệu diễn viên Ngọc Lan thay bà mối Hồng Vân. Thông tin nghệ sĩ Hồng Vân ngừng đảm nhiệm vị trí bà mối vẫn tiếp tục nhận về không ít luồng ý kiến trái chiều. Cách đây ít ngày, dân trí đã đưa tin về việc nghệ sĩ Hồng Vân ngừng đảm nhận vị trí bà mối trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chia sẻ lý do tạm ngừng chương trình, nghệ sĩ Hồng Vân cho biết đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Cô nói, con gái xí ngầu sắp sinh con, tôi chuẩn bị lên trước bà ngoại nên muốn sang Mỹ chăm con và cháu. Ít nhất em bé phải cứng cáp một chút tôi mới về lại Việt Nam. Chiều ngày 1 tháng 11, MC Quyền Linh đã có buổi phát sóng trực tiếp. Giới thiệu diễn viên Ngọc Lan trong vai trò mới trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, bước qua năm thứ 9. Chương trình kết thúc nhiệm kỳ, bà mối từ nghệ sĩ Hồng Vân sang người kế nhiệm tiếp theo là Ngọc Lan. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Vân cũng đã có những chia sẻ sâu sắc sau 2 năm đồng hành cùng chương trình. Gửi lời động viên đến MC Ngọc Lan khi bước sang nhiệm kỳ mới, Hồng Vân nghĩ Ngọc Lan chắc chắn sẽ đảm đương được vai trò này và chương trình sẽ có làn gió mới. Một phong cách mới, Ngọc Lan vừa là một diễn viên, vừa là MC rất nhiều chương trình nên rất duyên dáng và nhạy bén trong việc xử lý tình huống trên sân khấu. Chắc chắn phong cách của Ngọc Lan sẽ khác Vân, sẽ trẻ trung, năng động hơn và chương trình sẽ có một màu sắc mới. Hồng Vân chúc cho hai cán bộ mới là Quyền Linh và Ngọc Lan sẽ thành công mỹ mãn, ghép đôi và mang lại hạnh phúc cho nhiều cặp đôi trong tương lai. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, nhắc lại cảm giác những ngày đầu đảm nhiệm vai trò bà mối. Hồng Vân bồi hồi, Vân nhớ lúc đó bản thân mình rất áp lực, Cát Tường thì quá duyên dáng. Tới Nam Thư thì quá xinh đẹp và cá tính, rồi thêm MC quốc dân Quyền Linh nữa, thành ra khi tôi nhận lời mặc dù khoái chí nhưng vẫn lo lắng giống như con gái lần đầu tiên về nhà chồng. Vân không thể nào trẻ trung như Cát Tường với Nam Thư, nhưng sau đó thì Vân cũng tìm ra được cách riêng phù hợp với phong cách cũng như tuổi tác của tôi. Vân còn nhớ hoài cảm giác hôm ghi hình đầu tiên, cứ đu theo MC Quyền Linh không thôi, Vân nói. Linh ơi Linh, Vân chỉ biết đu bám theo Linh thôi nha, rồi tới đâu hay tới đó nha, may mắn, hôm Vân ghi hình đầu tiên là các bạn đã bấm chọn nhau. Trong nhiệm kỳ, Hồng Vân và Quyền Linh đã kết nối được 10 cặp mà họ đi đến hôn nhân. Sứ mệnh của tôi làm được như vậy thì cảm thấy cũng mát tay lắm, nghĩ lại vẫn thấy vui. Thông tin nghệ sĩ Hồng Vân ngừng đảm nhiệm vị trí bà mối nhận về không ít luồng ý kiến trái chiều và sự suy đoán của khán giả. Về vấn đề này, nữ nghệ sĩ cho biết quyết định này hoàn toàn là vì công việc gia đình. Cho nên mọi người cũng hiểu cho Vân và đừng nghĩ sai vấn đề nữa, Vân thấy nhiều người nghĩ sao Vân lại đi định cư hay công ty rồi cấm sóng. Vân với công ty như gia đình liền chân liền tay mà sao có chuyện đó được, mọi người hãy nghĩ mọi chuyện tích cực hơn. Bớt tiêu cực cho cuộc đời nhẹ nhàng và vui vẻ. Đối với Vân, bạn muốn hẹn hò giống như một gia đình của tôi. Cho dù tôi có tham gia tiếp hay không thì Vân luôn luôn dõi theo, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.